phân đoạn gì ạ? Bây giờ em đang đi dạo, sau đó là hai tên cướp ra, đúng chưa? Rồi hai tên cướp đó đánh với em. Mà hai tên cướp... Đúng rồi, hai người xung đột với nhau. Rồi em phải hành động á hả? Đúng. Một mình em. Đúng rồi. Chống lại hai người. Đúng rồi. Ủa? Nhưng mà hai tên... Bữa sao trước khi ký hợp đồng em đã nói rồi, em diễn những cái pha hành động là phải có cách cơ đơ. Vậy cách cơ đơ của em đâu? Cứ diễn tới khúc mà bị đánh á là sẽ có người vô thế. Không, không, không được, không được, không được. Phải có cách cơ đơ ra đây, phải đi mi đường dây rồi phải làm hả? Nói chung là phải biết em diễn cái gì chứ. Bây giờ tự nhiên không có kêu em diễn. Chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với Talk Show 1 giờ hoán đổi. Và tại khung giờ quen thuộc lúc 22 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9, chúng tôi rất hân hạnh được trao đổi những câu chuyện không chỉ là về nghề nghiệp mà còn về những trái tim lúc nào cũng đầy ắp những bản lĩnh để vượt qua mọi chông gai thử thách của cuộc sống. Và thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ về ngành diễn viên đóng thế, hay chúng ta còn gọi thân quen là cascader. Hy vọng rằng sẽ mang lại thật nhiều thông tin lý thú cho quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chương trình. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Chào chị. Em chào chị, em nghe nói là đèn nhà chị vừa nổ và laptop cũng vừa hư bởi vì chị phải dạy quá nhiều lớp học online trong mùa vừa qua, phải không? À, cơ bản là cũng vài cái đèn thôi em. Dạ. Nhiều khi chị nghĩ như là Trinh có thực ra nha, cái việc mà mình ngồi quá lâu trước màn hình á, dạ, nó liên quan một cách trực tiếp đến vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là về da, về ánh sáng xanh. Cái có một dạo chị trộm nghĩ á, mà sau đó chị thấy chị nghĩ lớn quá cho nên thôi, đó là chị lắp một cái hình nộm. Là đóng thế chị trong vai trò là Tô Nhi A. Tại vì đằng nào cũng online, có nghĩa là lúc đó chị cạn nghĩ lắm em. Chị nghĩ là đằng nào cũng online, bây giờ mình dựng lên một cái bà Nhi A ở đó, cái mình thu âm trước. Nhưng chị thấy nó không ổn, may mà chị thấy nó không ổn. Không, vẫn ổn nha chị. Nếu như là mình để hình nộm, xong mình đeo mắt kính, mình bảo là hôm nay cô đau mắt, sau đó mình sẽ đeo một cái khẩu trang, mình bảo là hôm nay sức khỏe cô không tốt, cô muốn bảo vệ và lan truyền hình ảnh vì cộng đồng. Sau đó chị sẽ ngồi ở ngoài, chị có thể uống trà, sau đó chị nói chuyện qua âm thanh. Chị thấy như thế thì nó đỡ tốn sức hơn không? Nó đỡ tốn sức hơn nhưng mà nó không có ổn đâu. Dạ. Tại vì thực ra em biết không, hồi nãy chị nghe em nói là em giới thiệu với quý vị khán giả ngày hôm nay là chúng ta sẽ gặp một cái nhân vật đến từ nghề cascader. Lát nữa đi, chị sẽ cho em thấy là dù cho gọi là đóng thế nha, chúng ta dùng một cái từ là đóng thế nhưng mà thiệt ra là đóng thiệt đó. Chứ không phải là mình ngồi yên như thế, đeo khẩu trang rồi và mình thế chỗ là được. Chắc chắn chị nghĩ là đóng thiệt chứ không phải là đóng thế. Thành ra bây giờ thiệt thì không tìm được, không có tìm được. Dạ. Thứ nhất là không tìm được ai sai như vậy. Vậy làm sao đây để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chuyên viên đã có kinh nghiệm trong nghề đóng thế. Và xin mời quý vị sẽ gặp gỡ cascader Trịnh Công Tuấn. Đừng có lộn mèo ra nha, đừng có lộn mèo ra nha. Dạ. Chào anh. Dạ. Dạ, chào anh Tuấn. Chào em. Lúc nãy chị Tôm Nhi A và Trinh có đồ là khi mà anh ra đó, anh sẽ lộn mèo sang tô mấy vòng rồi rớt xuống. Phải không ta? Thật ra thì mình chỉ làm những động tác đó khi mà có cảnh phim thôi. Phim trường thôi. Còn chương trình này thì Ben nghĩ là chúng ta cũng lên khiêm tốn một chút. Dạ. Vậy là rõ ràng mình đoán đúng rồi ha. Tất cả những cảnh quay khó đều phải có sự góp sức của diễn viên đóng thế. Chị muốn xác tính một câu trước khi chúng ta về ghế ngồi để nói những câu chuyện dài dòng hơn. Hồi nãy chị lỡ nói, thực ra hồi nãy là chị hơi nổ. Tính ra ở một cái mức độ nào đó là đóng thiệt đúng không em? Em thấy sao? Nếu mà gọi là đóng với lại diễn viên á, có nghĩa là mình thế thân cho cái người diễn viên chính này, thì mình gọi là đóng thế cho người diễn viên. Yeah. Còn thật ra khi mình đã vào cảnh quay, mình vào pha hành động đó, tức là mình phải làm thật cái pha đó. Đúng thiệt là phải làm thật, nhảy thật, té ngựa thật, đau thật, bị xe tông thật. Đúng. Dạ, thì mới được lãnh tiền thật. Đúng rồi. Giống như mình đánh đổi điều gì đó nhưng mà đến lúc mà người ta coi phim, người ta chỉ nhớ tên diễn viên thật, không mà nhớ diễn viên thế hết à. Không, chị nghĩ là nhớ nên hôm nay chúng ta mới có một chuyên gia ở đây, được mời đến đây một cách đầy trang trọng như thế này, đúng không? Và để gỡ những khúc mắc này cũng như là niềm trăn trở, giống như nãy giờ Trinh chia sẻ về nghề đóng thế, xin mời mọi người sẽ đến với phần góc nhìn. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha.
vị đang cùng đến với chuyên mục đầu tiên, đó là Góc Nhìn, nơi chúng ta sẽ có những khái niệm đầu tiên về nghề đóng thế. Và bên cạnh Hà Trinh là diễn viên đóng thế Cascader Trịnh Công Tuấn. Em thật là ngưỡng mộ anh Tuấn đó nha, bởi vì là mình có thể chấp nhận mạo hiểm trong một cái công việc mà tần suất xuất hiện của mình rất là nhiều trên phim, nhưng ít ai nhận ra mà toàn là những cái cảnh khó khăn thôi. Như Trinh nói là những cái cảnh nhảy từ trên tường nhảy xuống nè, xong rồi diễn viên sợ độ cao cũng là mình nhảy lầu giùm nè, rồi diễn viên sợ bị đấm đá, sợ bị thương, sợ bị ảnh hưởng tới gương mặt thì mình cũng là người bao cát chịu đòn. Anh có thấy đó là thiệt thòi hay không? Thật ra thì cái tính chất cái công việc nghề nghiệp của mình nó là như vậy, cho nên là Ben cảm thấy nó cũng không có gì gọi là thiệt thòi cả. Tại vì mỗi một cái vị trí, mỗi một cái vai trò trên một đoàn phim thì họ đều có một cái áp lực riêng và họ đều có cái trách nhiệm riêng của mình. Thì cái việc đóng thế đó, cái việc thực hiện những cái pha mạo hiểm đó, nó cũng là cái trách nhiệm của mình, nó là cái nghề của mình. Cho nên là mình bắt buộc phải thực hiện cho thật tốt chứ không có gì là thiệt thòi cả. Dạ, nói như thế nhưng thật ra Hà Trinh cũng đã trò chuyện với rất nhiều những diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, và Trinh nhận ra rằng là qua thời gian thì họ cũng cập nhật bản thân mình cực kỳ chuyên nghiệp và phát triển. Và giống như nghề dạy nghề thì có rất nhiều mẹo vặt nè, và đặc biệt là sự rèn luyện từ nhiều năm trời cho vấn đề về võ thuật, rồi kỹ năng chiến đấu, và cả những cái môn bổ trợ như parkour là nhảy tường, trèo tường, và cái độ linh động của cơ thể rất là dẻo dai, cơ bắp thì rất là chắc chắn. Đây có phải là một hướng đi lý tưởng cho các bạn trẻ hay không? Thật ra nếu nói nó là một cái hướng đi lý tưởng cho các bạn trẻ thì Ben không dám chắc. Tuy nhiên thì cái môn này nó chỉ dành cho những người nào phải thật sự đam mê, ưa mạo hiểm và phải có một cái cá tính rất là mạnh mẽ đặc biệt thì mới có thể theo đuổi được. Theo Tuấn thấy thì nó có cần sự nhạy cảm, tại vì bây giờ chị mường tượng như vậy ha, tức là cái sự tiếp nối về cái mặt tâm lý của nhân vật đó, nó sẽ rất là cần. Ví dụ như bây giờ là một cái cú tông xe, nhưng mà một cái cú tông xe mà dành cho một cái anh nhân viên văn phòng, nếu là trong phim ảnh là một cái vai nhân viên văn phòng, hoặc là bây giờ cái cú tông xe dành cho một cái anh là nông dân đi từ ở dưới quê lên thành phố, hoặc là một cái cú tông xe là dành cho một cái người già, thì rõ ràng là về cái tư thế, vì chị hình dung là cái tư thế là nó đã phải khác. Vậy thì cái việc mà mình hiểu về cái nhân vật mà mình phải thế thân, mình phải thế vai, thì nó có là một cái yêu cầu rất là khắt khe đối với các bạn không? Đó là một trong những yêu cầu cực kỳ khắt khe. Tại vì bản thân mình là cascader, có nghĩa là diễn viên đóng thế. Thì hai từ đầu tiên nó là diễn viên mà. Mà đã là diễn viên mình phải biết diễn. Mà đặc biệt khi mình đóng thế cho một cái nhân vật nào đó, một diễn viên nào đó, thì bắt buộc mình phải giống y chang như họ thì mới có thể thế được. Còn nếu mà đóng thế mà nó lại không giống nữa thì làm sao mà về mà dựng phim người ta dựng cho nó thành công được, đúng không ạ? Đúng rồi. Bắt buộc phải diễn cho giống. Cho nên là nếu như những cái nhân vật là nông dân, mình phải diễn cho ra cái dáng nông dân. Nếu nhân vật là ông già, mình phải diễn ra được cái dáng của ông già. Sau khi mình thực hiện pha mạo hiểm xong, mình đau đớn như nào mình vẫn phải giữ cái mặt diễn đó, chứ không thể nào mình xả vai được. Nếu vậy thì rõ ràng là mình đã phải rất là tròn trịa ở cái vai trò là diễn viên, giống như em nói là trước tiên là diễn viên đóng thế thì phải là diễn viên. Vậy thì có khi nào mình làm nghề vài năm bắt đầu mình manh nha, mình trỗi dậy một cái khát vọng là ủa nó xứng đáng, rõ ràng nó xứng đáng, tôi thành diễn viên thiệt luôn và tôi bao sân luôn những cái pha hành động khó, chứ tại sao tôi phải đi thế vai với một cái người nào đó, tôi bước ra ánh sáng. Đúng, tôi bước ra ánh sáng. Thì chị hỏi thiệt là những cái tâm ý đó thì trong nghề của các bạn á, thì có bạn nào là sau một khoảng thời gian mình làm diễn viên đóng thế, mình quyết định bước lên và mình coi như thành một cái vai trò khác, có không? Dạ có chứ. Thật ra thì rất là nhiều các cái đơ á, họ đều có một cái ước mơ là họ sẽ trở thành một cái diễn viên võ thuật trong tương lai. Và cái con đường cascader nó giống như một cái cầu nối, nó một con bước đệm để giúp cho những người mà họ đam mê diễn xuất và họ mong muốn trở thành ngôi sao võ thuật trong tương lai, thì đó là một cái bước đệm rất là tốt và rất là hiệu quả để từ một cái gì đó khởi đầu nhỏ nhỏ rồi chưa có hiểu biết nhiều về nghề thì từ từ mới trau dồi kinh nghiệm thêm. Và thông qua nhiều năm được tôi luyện ở phim trường đi thì họ sẽ nâng cao được những cái kỹ năng như là diễn xuất và hành động vân vân đó. Thì nếu như những người nào thật sự có tố chất và họ thật sự nghiêm túc với nghề thì hoàn toàn có cơ hội để có thể update mình lên trở thành diễn viên thật thụ, thậm chí là có thể trở thành đạo diễn võ thuật và thậm chí là đạo diễn phim luôn không chừng. Ồ trời, giống một giai đoạn nằm vùng hết sức tuyệt vời Trinh ha. Để sau đó mình tiếp cận rất nhiều vị trí hoặc hấp dẫn. Em thì lý trí hơn. Em muốn mở một công ty đào tạo các bạn cascader diễn viên đóng thế một cách bài bản từ đủ lứa tuổi hết, và giữ an toàn cho các bạn, có bảo hiểm lao động đàng hoàng, bảo hiểm tai nạn các kiểu, các bạn sẽ được giống như là xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn. Rõ ràng cái khát vọng của Hà Trinh là nó hợp lý đúng không? Bởi vì chị thấy rằng là
bỏ qua những cái sự đắn đo về nghề nghiệp đi, dạ, thì chị thấy rõ ràng đây là một mảng mà đối với một cái tác phẩm điện ảnh nào cũng phải cần một cái vị trí là độc thế. Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng. Thật ra thì một bộ phim mà muốn nó hấp dẫn kịch tính, đôi khi có những cái nó căng thẳng thì không thể thiếu được cái yếu tố hành động ở trong phim. Dạ. Đó, vấn đề nó nằm ở cái việc là ít hay là nhiều thôi. Chứ theo Ben, và Ben cũng đã làm việc với rất là nhiều đạo diễn phim nổi tiếng rồi, thì họ cũng khẳng định rằng là tất cả những cái dự án phim, dù là phim hài hay phim tình cảm gì chăng nữa, thì cũng phải có một chút gì đó hành động thì nó mới tạo cho cái bộ phim nó nhiều màu sắc và nó có nhiều cảm xúc hơn. Và giống như Trinh vừa mới nói là gì, có muốn mở một cái trung tâm đào tạo chuyên nghiệp và giúp cho một tạo ra một cái sân chơi lành mạnh bổ ích và giúp cái nghề này có thể phát triển và chuyên nghiệp ở Việt Nam, thì điều đó Ben cũng đang làm. Ben cũng đã mở trung tâm đào tạo của riêng mình và bản thân Ben cũng đang đào tạo rất nhiều học trò của mình, và có rất là nhiều bạn diễn viên điện ảnh cũng đang tập ở bên Ben để bổ trợ thêm cái hành động cho cái làm nghề của mình. Thú vị quá. Nhưng mà tại sao anh Trịnh Công Tuấn luôn luôn gọi mình là Ben? Đây là một biệt danh có gì gắn liền với kỷ niệm hay không? Mình cứ quen. Thật ra thì Ben là cái nghệ danh của mình khi mà Ben bắt tay vào, bước chân vào cái con đường nghệ thuật đó, là Ben đã nghĩ cho mình là mình cần phải có một cái nghệ danh gì đó để cho mọi người dễ gọi hơn và dễ nhớ hơn. Nghệ thì danh đó, người ta cầu kỳ lắm. Tại sao đến em thì nó rất là ngắn gọn. Ben, nghe nó thông thu mà nó dịu dàng nữa chứ. Chắc là do cái cá tính của mình cũng không có thích những cái nó quá dũng mãnh, nó quá bạo lực. Ben muốn một cái gì đó nó không phải là quá mềm yếu nhưng mà nó cũng không có quá bạo lực. Nên lấy một cái tên cho nó dễ gọi và nó ở một cái bộ bình bình thôi. Nhưng mà nó rất là thân thuộc ha, nghe nó rất là nghe như đồng hồ Big Ben đó chị ha, rất là cảm mến luôn. Muốn đi xa thì nên đi cùng nhau, người ta có sẵn công ty rồi ha. Đừng trở thành đối thủ nữa. Đâu có, em muốn là tìm hiểu theo nhiều cái góc cạnh khác nhau của nghề này, thậm chí mình phải thử thách bạn. Đôi khi mình đứng về phe đối nghịch mới biết được là thực sự bạn có muốn bảo vệ nghề của mình hay không. Bạn có cảm thấy tự ti hay không, có tin những lời đàm tiếu ở ngoài kia về nghề của mình hay không, có muốn bỏ cuộc hay không. Nhưng mà chắc chắn hỏi Ben thì cũng thừa, tại bạn ấy đã qua cái giai đoạn bắt đầu trông trên trước những sóng gió hay những cái cơn bão nhỏ rồi. Vàng này đã thử lửa rồi. Nên em nghĩ là chúng ta nên dành những cái thử thách trong gai đó cho một nhân vật sẽ xuất hiện ngay sau đây. Và xin mời mọi người sẽ cùng làm quen với một người bạn trẻ đã đăng ký tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi để tìm hiểu về nghề đóng thế nhé. Xin mời ạ. Xin chào mọi người, mình là Trung Phương. Mình đang làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề chính của mình là biên kịch và diễn viên. Hôm nay mình đến với chương trình là một phần là để mình thử nghiệm cái vai trò mới, đó là cascader. Và đó cũng là ước mơ từ ngày bé của mình. Tại vì khi mình nhìn lên màn ảnh thì ngoài những diễn viên chính, những diễn viên ở trên màn ảnh, còn những người đằng sau đó là cascader mà họ rất là ngầu, rất là phải nói giống như là một siêu anh hùng vậy á. Cho nên là mình cũng muốn một lần thử sức để cho mình trải nghiệm và mình bổ trợ cho cái nghề diễn viên với là biên kịch của mình. Mọi người cứ khuyên mình là tại sao không tiếp tục công việc biên kịch hay là diễn viên của mình đi, mà tại sao làm cascader. Cascader nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái đó là ước mơ của mình. Và thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi, mình muốn trải nghiệm vai trò mới, đó là cascader, và muốn chứng minh cho mọi người đều biết là cascader cũng là một cái nghề đáng được trân trọng. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và đây là phần Trinh vô cùng yêu thích, đó là thử thách Một Giờ Hoán Đổi. Ngay sau đây thì trái tim yêu nghề của anh chàng biên kịch trẻ sẽ phải rung động, nhưng mà không phải bằng những câu chữ hay câu thoại, mà là với những thử thách trong nghề đóng thế. Một cascader sẽ phải hành xử như thế nào? Không biết Trung Phương phải làm sao để có thể vượt qua thử thách này đây. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Tại sao vậy? Tại sao giờ này em mới tới vậy? Kẹt xe quá trời luôn. Mà hồi nãy lúc mà em mới bước vô đây, cái ai kêu là cái gì đó, chỉ thẳng mặt cái gì, giờ chửi gì đó. Anh chửi ai vậy? Chửi đi, chửi vô, chửi đi. Tại sao em lại đến sớm như vậy? Vậy là chửi chưa? Chửi chưa? Chửi chưa? Thôi làm việc đi mọi người nha, làm việc đi. Rồi rồi rồi. Quay luôn á. Đẹp đi. Cứu chưa? Làm việc đi. Vô đi. Rồi gì á, đi làm lúc nào cũng đi trễ hết á. Mà bữa nay mình đóng phân đoạn gì ạ? À dạ, hôm nay là chị đóng cái phân đoạn là chị bị ăn cướp cái giỏ sách à. Hai tên cướp. Cái phân đoạn mà em đi dạo phố xong rồi bị cướp á đúng không? Đúng rồi. Đúng. Phút này có Linh với hai tên cướp á. Rồi Linh diễn hai tên cướp nè, đọc đi. Ủa mà em diễn với hai tên cướp vậy rồi những cái pha hành động. Rồi, 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 rồi. Bây giờ em đang đi dạo,
Sau đó là hai tên cướp ra, đúng chưa? Rồi hai tên cướp đó đánh với em. Mà hai tên cướp... Đúng rồi, hai người xung đột với nhau. Rồi em phải hành động á hả? Đúng. Một mình em. Đúng rồi. Chống lại hai người. Đúng rồi. Ủa? Nhưng mà hai tên... bữa sao? Trước khi ký hợp đồng em đã nói rồi, em diễn những cái pha hành động là phải có cách cơ đơ. Vậy cách cơ đơ của em đâu? Cứ diễn tới khúc mà bị đánh á là sẽ có người vô thế. Không 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 được, không được, không được. Phải có cách cơ đơ ra đây, phải đi mi đường dây rồi phải làm hả? Nói chung là phải biết em diễn cái gì chứ. Bây giờ tự nhiên không có kêu em diễn. Ồ, rồi. Cách cơ đơ của tôi đâu? Gọi nhanh lên. Có 3 tiếng mà hết 1 tiếng rưỡi điều diễn viên rồi. Còn quay cái gì? Tới thì diễn rồi. Đây. Ok. Chuyên gia luôn, tới rồi cũng bắt máy. Ok. Một tiếng rưỡi rồi em. Dạ, dạ. Thay vì người ta có thể có 3 tiếng để làm việc á, mà nhờ em bây giờ chỉ còn 1 tiếng rưỡi thôi, tuyệt ghê á. Bước vô đây là cách cơ đơ. Đúng rồi. Cách cơ đơ của em. Đây là nữ. Đúng rồi. Đây là nam. Ừ. Cách cơ đơ. Người ta lấy cái mặt thôi, em không có biết. Chọn diễn viên nóng thế là mình phải chọn cái người nào nó giống y chang diễn viên luôn. Chứ không thể nào mà nó khác quá nhiều như vậy được. Nó rất là khó để có thể thế vai. Ủa sao được em? Cái người bị tát là em chứ sao tự nhiên? Dạ bà ơi bà, cái người bị tát là đây, đúng rồi. Bà làm ơn bà, bây giờ bà tập trung đi. Để tôi dạy. Để cái đạo diễn nói nè. Cho dạ. Tôi đúng chức danh của một vị đạo diễn có trường lớp được không nào? Dạ dạ. Em là cascader. Dạ. Đúng không? Dạ. Là diễn viên đóng thế đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, rồi bây giờ tôi muốn em đứng ra thì phạm thế đánh như thế nào? Trời ơi. Để có hai ông nội ăn cướp kia thấy được. Ông nội ăn cướp ra giật bà này cái vỏ, bà này quýnh hai ông nội ăn cướp văng đi luôn. Đúng rồi, này... quýnh hai người nó văng luôn hả? Đúng, rồi em ra chỉ đạo cho bé ngôi sao của tôi diễn xuất rồi xong. Nhưng mà anh ơi, bỏ đi anh ơi. Sao? Mình chỉ có 3 tiếng để làm việc thôi. Cái chuyện tập á là cái trách nhiệm của bạn này phải ở nhà làm sao mà tìm cách để liên hệ diễn viên chính để người ta tập. Bây giờ đó, bây giờ là giờ quay chứ đâu phải là giờ tập. Bây giờ lên tập vậy rồi mất sổ của người ta. Tiền không anh ơi. Cái việc mà tập luyện trước khi quay á, chỉ có những cái đoàn phim nào có điều kiện, có tài chính mới có thể làm nổi thôi. Tại sao vậy ạ? Tại vì nó sẽ tốn rất nhiều kinh phí trong quá trình đó. Tập luyện. Anh tập riêng thôi, tức là anh đến một cái nhà văn hóa anh với diễn viên sắp đúng xếp rồi, được không hay là... Nhưng mà có rất là nhiều đoàn phim thì họ lại không thể làm được cái điều đó. Và họ kêu là ra khi nào ra sẽ quay liền. Xong rồi là cho 50 phút để mà... 50 phút gì đó để mà... 50 phút rồi làm bài xong một cái xong bắt đầu là ra là... quay luôn. Và nó rất là áp lực cho những cái người mà đứng ở vị trí đóng thế như mình. Ủa sao được chị? Bây giờ mình tập 10 năm mình mới ra được cái thế đó. Hoặc là dẻo được như vậy thì 5 phút làm sao kịp. Cho nên thực ra là muốn có một cái sản phẩm chỉnh chu đúng thật là đòi hỏi rất là nhiều. Nhưng mà cái khâu tiền kỳ nó chuẩn bị rất là lâu. Đúng. Đúng không? Lại cho em lại. Ok em cứ làm. Vô. Đó, lại. Đó. Đó. Thế đúng không? Đứng cái tấn dày. Là cái tay chị này nè. Để qua. Cho mẹ con chở. Là thằng này nó đang ôm chị đây nè. Đó, chị lấy lưng nè. Đó, chị giật nó qua. Đó. Thấy không? Thấy tướng chị đẹp không? Sao mà chị đứng dậy, chị phủi tay. Chị đi. Ok chưa? Chắc ok. Rồi vô thử cái. Thôi quay thử đi, mất thời gian quá, hết giờ đạo diễn ơi. Rồi gán đi em ơi, trễ giờ đằng kia lắm rồi. Rồi anh em ơi, chuẩn bị chơi nhanh em ơi. Vô. Em ơi, qua đã ngồi đi. Rồi, camera. Action. Khoan tí. Ây da, đau quá. Thời vậy em. Rồi sao rồi? Sao em? Đau quá. Em ơi, ăn cướp mà em. Làm ta đau vậy sao cướp được em? Có quen không Ben? Diễn viên này hơi mệt. Gặp phim trường mà gặp diễn viên này hơi áp lực. Nhưng mà anh gặp như vậy anh có đi vài đường quyền không? đâu có được. Cũng phải tha thứ thôi. Anh có bị bối rối như vậy không Ben? Lúc mà Ben mới vào nghề, những cái ngày tháng chập chững đầu tiên thì... thường xuyên gặp những cái tình huống như thế này. Wow. Nãy giờ chị định hỏi là có khi nào mình gặp những tình huống này không? Và khi mà mình mới vào nghề thì mình chưa được đi phim lớn đâu. Mình chỉ đi được những phim nhỏ thôi. Thì cũng không có thời gian để tập trước mà ra là chơi liền. Cho nên là cái tình huống của bạn này làm Ben nhớ lại những cái năm tháng đầu đời của Ben khi Ben bước vào nghề vậy đó. Thật ra có rất nhiều cái mình chưa trải qua, mình không biết xử lý như thế nào. Không. Trời, toát mồ hôi luôn. Cộng rối ren, lúng túng. Dạ. Đặc biệt là cái áp lực về thời gian. Dạ. Mỗi giây trên set đều là tiền. Tập vừa xong thì trời mưa khỏi quay. Có nha, có những trường hợp như vậy. Tâm luôn anh á. Cho thế các cái đời vô luôn. Đúng rồi, ngay từ đầu đã ta nói vậy rồi. Xin lỗi em. Thôi bây giờ diễn nhanh đi nè, tôi còn chạy xô xao nữa. Rồi. Chạy xô xao cái gì, nếu như mà mình tới đúng giờ thì chắc bây giờ cũng đã về lâu rồi. Bây giờ sao? Rồi bây giờ làm. Rồi, chuẩn bị.
Camera. Action. Cắt cái đó. Rồi. Đó. Đó bây giờ gỡ ra cho Diễn viên Đông Thế vô. Ủa, Diễn viên Đông Thế là phụ nữ mà bây giờ sao cho nam vô? Là nam, nãy giờ đã nói được câu chuyện rồi là đó. Đó. Action. Ủa, rồi lấy toàn bự hả? Cho nên cái vấn đề gặp phải ở đây đó là gì? Đó là cái diễn viên Đóng Thế nó không phù hợp. Nó không phù hợp, đúng rồi. Đúng rồi. Nó không tương đồng với lại cái nhân vật chính của mình. Thành thử ra là khi mà quay lên nó sẽ bị lỗ rất là nhiều. Và khán giả người ta nhìn vào người ta biết ngay là Đóng Thế ngay. Đóng Thế mà khi khán giả coi phim mà người ta nhìn ra là nhìn ra diễn viên Đóng Thế là bộ phim nó thất bại. Dạ. Và những cái các cái đó thất bại. Ồ thế thì cái ngoại hình phải tương xứng đúng không ạ? Mà cả đôi khi gương mặt cũng phải có đường nét hao hao. Thậm chí là chiều cao, chiều ngang, chị nghĩ vậy. Là cái form người. Thậm chí cả màu da nữa. Ồ đúng rồi. Và đặc biệt là ở đây nè em thấy á, thí dụ cho miễn cưỡng là lấy cảnh rất là to và không thấy màu áo đi. Cho bạn này vô Đóng Thế cũng được. Cái xong rồi bạn này á, giả bộ làm động tác chậm lại để lúc mà lên trên phim á, thì dựng nhanh lên. Nhưng mà bên này không chịu, bắt diễn bình thường. Thì lỡ những cái pha nguy hiểm hơn, cái pha này như là đâm hay là đá ngang lên mặt thì làm sao nhỉ? Thật ra những cái pha như vậy thì đòi hỏi mình phải thực hiện những cái cú máy ăn gian. Dạ. Để có thể giấu được cái gì thì giấu. Chứ mà khi quay mà nó lòi qua, nó lộ qua nhiều quá thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà cho cái shot phim nó hoàn chỉnh. Rồi, action! Good touch. Đó. Mới vô ngày là đoàn Thế nó lụng cà lụng cộng với lại nó nghèo nàn như vậy đó. Những cái đoàn nó rất là bình thường, nó rất cơ bản. Dạ. Chứ nếu như mà cao cấp nhất thì là những cảnh quay sẽ kỳ vọng như thế nào? Khi mà mình làm ngày lâu năm á, mình có nhiều kinh nghiệm và có nhiều cái kỹ thuật hơn á, thì mình sẽ cho những cái đoàn Thế nhìn nó phải, thứ nhất nó phải hợp lý với cái thời đại của bộ phim, cổ trang hay hiện đại. Nó phải có những cái đoàn Thế nó phù hợp. À, cái thứ hai đó là nhân vật, ví dụ nữ nào phải đánh khác, nam phải đánh khác. Đó, nó phải có cái sự, ví dụ như đây Đóng Thế cho nữ đi, thì mình phải có cái sự mềm mỏng của nữ. Những cái đoàn Thế làm sao cho nó ra dáng là nhìn ra chất của phụ nữ. Cái hồi mà anh Charlie làm cái phim Dòng Máu Anh Hùng á, Trinh thấy là trên cái tàu xe lửa đó anh Dustin đánh như đúng rồi luôn, là đâu có cần diễn viên Đóng Thế đâu đúng không? Có những các cái đơn mà sau này họ trở thành diễn viên võ thuật, ngôi sao võ thuật. Thì đó là những ngôi sao võ thuật rồi. Bản chất họ phải là người như, máu hành động rồi. Tony trước khi mà về Việt Nam làm diễn viên chính là làm một cái ngôi sao võ thuật ở Việt Nam thì anh ấy ở bên Hollywood, anh đã là cascader rồi. Hèn gì anh đánh rất là đẹp đó. Luôn là anh đánh mà. Và cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của anh bởi anh, về đây anh làm cho nên anh rất là thành công. Và nói chung là anh ấy cũng là một cái idol của mình, rất là thần tượng anh ấy luôn. Chị thấy anh ấy cái dáng đứng thôi mà Trinh thấy là cái khí lên rất là cao và dũng khí nè, oai nữa nè. Thích nhờ không. Em mình ôm đang cướp chứ không phải mình yêu nhau. Ôm này không phải Titanic. Đúng rồi. Rồi tiếp. Ôm đây, đừng có giờ cái bụng nhổ nhẹ quá không. Rồi nè, xong rồi nè. Là xuông cái tay xuống. Tấn lọn lên. Kinh thoát. Ôi thằng bé thì nó thấy cái cú mà đau đầu nhau ghê. Ê, nè. Thế giỏ này nó giống như hai đứa con tôi nhà chơi với nhau á. Đang dài. Đúng rồi. Cái ngày nãy nó ôm chạy. Rồi mắc gì bỏ tay xuống. Không, nó xuống anh. Rồi sao không dậy luôn? Hả? Rồi bỏ tay xuống rồi đưa tay lên chứ. Chị là con gái, đây là con cướp. Vậy sao được? Ủa biết tôi là con gái hả? Vậy có biết cái trò mà chỉnh cái đầu như vậy là nó sao không? Nó chấn thương đúng sợ rồi. Nào? Không em, chị thiết nghĩ không, nha. Cái lúc đó là Thế em vô rồi. Thôi. Không. Anh ơi, em nghĩ là bây giờ nên đổi cách cơ đơ đi. Cách cơ đơ gì đâu mà hồi nãy á giờ á không có chỉ được một cái gì gọi là chuyên môn hết trơn. Đúng rồi đó. Chỉ đúng là rồi. Kiểu dạng giống như là ở ngoài đường vậy quẹt chứ không sao được. Mà em nói thiệt nha anh. Không có cơ đơ nào vậy á. Các ca đơ là người ta phải tập vợt trước rồi hoặc là người ta sẽ tới sớm để người ta tập lại nếu như mà không có thời gian tập trước đó. Chứ bây giờ nè, tập bất ngờ vậy rồi lỡ mấy bạn này người ta chuẩn bị không kịp có phải là hả gây ra chấn thương không? Bây giờ nói em nghe gì nè, coi như là ngày hôm nay coi như là đoàn phim banh luôn rồi đó nha. Trễ thăm lai mướn cái nhà kho này biết bao nhiêu tiền không hả? Ai biết bộ phim này là siêu phẩm của anh, ước mơ của anh, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em làm nghề gì? Chạch. Nghề chính em là cái gì? Dạ em biên kịch. Anh nói cho em trai nghe nè. Thực sự ra anh thấy em rất có đam mê về cái nghề cắt cơ đơ. Nhưng không phải cứ đam mê là mình có thể làm thành công trong cái nghề mà mình yêu thích được. Cái quan trọng nhất ngoài cái sự đam mê, em phải có học thức, em có cái sự học hỏi, em phải có kiến thức. Thì lúc đó em mới làm tốt cái nghề mà em yêu thích. Hiểu không?
Còn đằng này em không có học thức gì hết. Em thích thì em làm, lúc đó ảnh hưởng rất nhiều người, ảnh hưởng cho đoàn phim, ảnh hưởng cả một tập thể. Tốt nhất anh nghĩ em như vậy, em nên trở về với cái nghề biên tập của em. Đó cũng là một cái nghề để mà làm cho bộ phim thành công hơn. Em hiểu chưa? Ok, vậy nha. Còn hôm nay, đoàn phim của chúng ta trễ thì cũng đã trễ rồi. Thôi thì, off. Hả? Off? Dạ, đó là tình huống của ngày hôm nay dành cho nhân vật. Nó là tình huống cũng không chính xác. Đây là một thử thách thật sự không có kịch bản. Và các bạn phải linh động ứng phó dựa trên tâm lý của một người diễn viên. Dù bạn ở ngoài là biên kịch, nhưng lúc đó bạn đã thật sự nghĩ mình là một diễn viên đóng thế tuy còn rất mới. Thì sau khi mà anh Tuấn xem qua đó, anh cảm thấy rằng là tiềm năng của bạn có không, mà bạn có thể đi xa không nếu mà bạn có lửa trong lòng với nghề này? Đối với một người đã đứng ở cương vị người thầy và đang đào tạo huấn luyện rất là nhiều người đệ tử là các cái đơ của mình rồi đó, thì Ben không có phân biệt bất cứ ai. Và đối với Ben, bất cứ ai đều có đủ khả năng để trở thành một các cái đơ chuyên nghiệp cả. Quan trọng là phải cho họ thời gian để trưởng thành, cho họ thời gian để họ tiến bộ, cho họ thời gian để họ tập luyện. Chứ không thể nào mà một ngày một bữa mà có thể kêu họ trở thành chuyên nghiệp hay là giỏi hay kia rồ các thứ, là điều đó rất là khó và nó hơi nghịch lý một chút, đúng không ạ? Nhưng mà Ben nó có cái yêu cầu về một cái nền tảng nào đó không? Ví dụ như là tối thiểu là bạn cũng phải có được trang bị một cái gì đấy thì bạn mới có thể nhận được cái vai đầu tiên trong sự nghiệp của bạn, thì nó có những cái yêu cầu như thế về mặt tiêu chí không? Tất nhiên là phải có rồi chị. Những cái nền móng đó, những cái mà được trang bị đó, thì khi mà bạn đến một cái trung tâm đào tạo về các cái đơ đi thì sẽ được huấn luyện viên trang bị cho tất cả những cái kiến thức và những kỹ năng đó. Và đặc biệt thì những cái người nào mà trước khi đến với nghề các cái đơ mà họ đã được trải qua cái môi trường đào tạo về thể thao, đặc biệt là về võ thuật rồi á, thì họ sẽ có cái bước tiến nhanh hơn. Tốc độ của họ phát triển sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với những người chưa biết gì. Thì đó là một cái điều cũng rất là hiển nhiên rồi thôi. Như vậy thì cái ông Phương của mình là không biết gì, và ông đã làm bằng tất cả sự đam mê cũng như cái sự hồn nhiên trong veo của ông. Ý chị là bản năng. Không cần đợi ông ra nữa, tôi tức quá. Thật ra nha, canh ông ra để tôi hỏi cái câu gì. Tôi hỏi đúng một cái hạt sạn mà ở đây Tuấn cũng đã phát hiện ra từ rất sớm. Là gì mà chị tức quá, chị phải hỏi Tuấn trước. Là tại vì bạn ấy đóng thế cho một người nữ, thì bây giờ cái tối thiểu trước khi mà mình nhận kịch bản, mà mình nhận công việc, phải là cái câu hỏi là mình đóng thế cho ai, đúng không? Mà trời ơi, ổng 1m8, trong khi nhân vật nữ người ta nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, thì bây giờ ráp hai cái hình thể vô là thấy nó sai bét rồi. Ổng rất hiên ngang tới phim trường, thấy không? Thành ra cuối cùng là như vậy, thì đây đúng là một sự trong veo. Và chị tin là bạn này đúng là đam mê rồi, bay vô em làm thử caster vậy, đúng thử luôn á. Cho nên mời ổng ra đi. Như anh Tuấn nói thì ai cũng có tiềm năng trở thành một cái người cascader, diễn viên đóng thế chuyên nghiệp hết, mà quan trọng là giờ bạn có muốn làm nữa hay không sau thử thách này. Nên xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Trung Phương sau thử thách này, và chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa, quý vị đừng đi đâu nhé. Cảm ơn quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và đây là phần cuối cùng của chương trình mang tên Hành Trình Kết Nối. Ở Hành Trình Kết Nối này thì bạn Trung Phương sẽ xuất hiện để cùng đặt những câu hỏi cho chuyên gia tâm lý là tiến sĩ Tô Nhi A, và đặc biệt là diễn viên đóng thế rất là chuyên nghiệp, thầy Ben hay còn gọi là anh Tuấn nè. Dạ, xin được mời bạn Trung Phương ạ. Xin chào. Mời Phương ngồi. Dạ, xin chào. Sao em, thấy sao em? Cái cảm giác đầu tiên của em là giống như là nó giống như một đứa bé đi vô một cái nơi nào nó lạ lắm. Với lại là không, thật sự là em cũng liều thiệt. Em mê nó quá, mà cho nên là em bước vô đó thì em có cái gì thì em làm cái đó thôi. Rồi ai kêu mình thế, cái gì là mình cứ bay vô mình thế thôi, đúng không? Sau khi em thử đi, em biết em thiếu cái gì, em thừa cái gì, rồi em có kết quả chưa, là mình có đủ tố chất không hay là mình đang thiếu điều gì em nhận ra? Em tự nhận thấy là em chưa có kiến thức đủ về cách cái đơ, và cái thứ hai là cái thể trạng của mình á, thấy em bự vậy, nhưng mà nó quan trọng là cái thế, hoặc là thế đứng, hoặc là sức khỏe, hoặc là những cái gì đó nó liên quan, nó bổ trợ tới cơ bắp hoặc là
thế võ hoặc là tất cả những cái gì về cách cái đơn. Thì hôm nay em mới liều mình, em mới lên đây và em mong là anh Tuấn sẽ giải đáp cho em những cái thắc mắc đó. Dạ, vậy em muốn hỏi gì đầu tiên nè, hỏi về tính trình diễn hay là hỏi về nền tảng cơ bản như những gì mà em đã vừa thiếu ạ? Thật sự em muốn lên đây em hỏi anh cái cơ duyên nào hoặc cái bước ngoặt nào đã khiến anh trở thành một chàng thanh niên bình thường mà để dấn thân vào cái nghề cắt cà đơ này. Cái cơ duyên mà Ben đến với nghề cắt cà đơ thì thật ra nó cũng giống như một cái sự sắp đặt từ trước của số phận vậy thôi. Có nghĩa là Ben là người học võ từ nhỏ rồi. Hơn 10 tuổi là Ben đã bắt đầu luyện võ rồi. Thì hồi nhỏ là mình luyện những cái môn võ từ những cái lò võ truyền thống thôi. Sau 10 năm luyện võ thì mình có cơ duyên mình đến với điện ảnh. Và mình tiếp cận với cái lĩnh vực là cắt cà đơ. Lúc đó mình được đạo diễn. Mình được một anh đạo diễn là cho mình cơ hội để tiếp xúc với nghề cắt cà đơ. Và mình lúc đó mình biết được đóng phim là như thế nào, điện ảnh là như thế nào, nghệ thuật là như thế nào. Và khi mà mình trải nghiệm qua cái môi trường đó thì mình cảm thấy rất là đam mê, rất cực kỳ thích luôn. Và mình thấy là cái võ thuật mà mình luyện 10 năm nay bây giờ là có thể phục vụ cho phim ảnh được. Và từ nhỏ là Ben xem rất là nhiều phim hành động võ thuật. Và Ben rất là thích mình xuất hiện trong cái màn hình đó. Và mình đánh đấm như những cái nhân vật đó luôn. Mình rất là khao khát được cái điều đó. Thì sau 10 năm khổ luyện võ thuật thì lại được cơ duyên được dẫn dắt đến để tiếp xúc với cái nghề cắt cà đơ và được đi đóng phim. Thì lúc đó mình cảm giác giống như cái ước mơ trở thành hiện thực vậy đó. Cho nên là ngay lập tức không có gì phải cân nhắc hết, là Ben lựa chọn đi theo con đường này luôn tới bây giờ. Vậy vốn dĩ anh Ben trong 10 năm đã là củi dầu rồi. Chỉ cần thêm cái mồi lửa nhỏ xíu là cháy thôi. Chứ đâu phải là vô tình va vào rồi bắt đầu lại từ đầu đâu ha. Nhưng mà thí dụ như là một người như em không biết gì về cách cái đơ hết thì mà đặc biệt là không có 10 năm học võ nữa. Đặc biệt là không có 10 năm học võ nữa nha. Thì em phải bắt đầu từ đâu và em nên tập cái gì, hoặc là em nên trang bị cho mình cái kiến thức gì khi mình thực hiện là diễn viên đóng thế à? Để trở thành một diễn viên đóng thế mà gọi là chuyên nghiệp luôn á, nếu như thật sự mình đã đi thì mình phải xác định là mình đi trên con đường chuyên nghiệp. Chứ còn đến để trải nghiệm để mà cho vui thôi thì Ben khuyên là cũng không nên là tham gia vào đó. Tại vì khi mà mình đi một cách nghiêm túc và kiên trì với nó thì chắc chắn mình sẽ thu hoạch về những cái thành quả đó. Và để trở thành một cắt cà đơ chuyên nghiệp á, thì đầu tiên đó, em phải là người ưa mạo hiểm cái đó. Tại vì cái nghề này là nó dành cho những người rất là đam mê về mạo hiểm đó. Và cái thứ hai nữa là cái yếu tố về sức khỏe. Thật ra Ben thì không biết sức khỏe của bạn như thế nào, nhưng mà bất cứ ai mà muốn làm cắt cà đơ thì đầu tiên cái yếu tố sức khỏe phải đặt lên hàng đầu, phải khỏe mạnh cái đó. Khi mà mình đi quay á, có những cái cảnh quay đánh đấm rồi xông pha này kia thứ nó kéo dài cả ngày trời đi, thì mình phải có đủ cái thể lực để mình có thể chịu đựng được cái áp lực đó, và đặc biệt là các áp lực về cái pha nguy hiểm. Cho nên là thật ra cái nghề này nó không dành cho những người yếu tim. Đứng ở trên cao nhìn xuống mà thấy cái chân run cầm cặp là thua rồi. Mình phải dám làm, mình phải tự tin cái đã. Đó. Và một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là mình phải có kỹ năng. Thì như hồi nãy em nói, kỹ năng từ đâu? Kỹ năng từ cái việc mình phải đến đúng nơi để học, gặp đúng thầy để học và tập đúng cái cho cái lĩnh vực đó. Ví dụ muốn làm cắt cà đơ là phải vào lò luyện cắt cà đơ để học. Chứ còn nếu mà học cắt cà đơ mà đi học võ cổ truyền, học taekwondo, học võ Việt Nam thì nó lệch rồi. Nó vẫn là võ nhưng mà nó không đúng chuyên môn. Nên là nó không đúng với kỹ thuật biểu diễn. Chính xác. Đó. Và cái điều thứ hai nữa là gì? Là học để trở thành một cắt cà đơ không chỉ học võ, mình còn phải biết nhào lộn nè, mình còn phải biết làm dây bay nè, mình còn phải biết đua xe nè, sử dụng mô tô, các phương tiện giao thông nè. Mình còn phải có được cái bản lĩnh sinh tồn nữa, tại vì cái nghề này nó nguy hiểm lắm. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể đối mặt với nguy hiểm mà. Ví dụ chính hỏi lửa thì sao? Chẳng hạn là một cái bom xăng giả bộ thôi, phải cháy ở trên người của mình ý. Đó. Nhưng mà có bao giờ mình bị phỏng hoặc là mình phải ứng phó như thế nào thì mình không kiểm soát được lửa? Thì đó nó thuộc về cái kỹ năng an toàn trong nghề của mình. Có nghĩa là mình làm các cái đơn, mình phải học tất cả những cái kỹ năng về mặt an toàn. Và làm sao để mình có thể đảm bảo được an toàn tính mạng cho chính bản thân mình và cho anh em các cái đơn đồng nghiệp của mình nữa. Chứ không phải là muốn làm sao làm, cũng không thể nào làm theo cảm tính được. Trời tất cả nó phải dựa theo chuyên môn và nó có thiết bị bảo đảm hết tất cả mọi thứ thì mới có thể thực hiện được. Nó thực sự là một quá trình tôi luyện và nó phải rất là đa năng. Vậy thì chị muốn hỏi Tuấn một câu là có khi nào trong cái khóa đào tạo đấy thì mình sẽ chia ra, mình sẽ phân nhóm ra là ví dụ như là đây sẽ là cái nhóm diễn viên mà chỉ đóng thế chuyên những cảnh ở trên cao, rồi đây là cái nhóm mà chuyên những cái cảnh tốc độ,
Rồi đây là những cái nhóm mà chuyên những cái cảnh mà đấu với nhau mà bằng vũ khí, ví dụ như là đao kiếm, thì mình có phân nhóm như vậy để mình đào tạo chuyên sâu không, hay là các bạn phải học hết đi rồi bây giờ tổ nghề gọi tới đâu thì ráp vô tới đó? Thật ra đã gọi là một cascader thì mình phải nắm được hết tất cả chứ không thể nào mình chỉ biết một cái. Nếu mà chỉ biết một môn thôi, một skill thì thôi thì không thể nào gọi là một cascader được. Một cascader là mình phải biết hết. Bạn phải học võ thuật, bạn phải học té ngã, bạn phải học nhào lộn, bạn phải học làm dây bay, bạn phải học safety. Mình phải học hết tất cả mọi thứ, mình phải học lái xe, đua xe, tất cả mọi thứ luôn, tất cả những phần động, thậm chí là nhảy lầu các kiểu, tông qua cửa kính này nọ vân vân, rất là nhiều cái pha mình phải tập, mình phải nắm được những cái điều đó. Tuy nhiên thì mỗi người họ có một cái tố chất và cái cơ địa khác nhau, cho nên là mỗi người họ sẽ có một cái skill vượt trội của riêng mình. Thì cái người huấn luyện viên á, gọi là cái người mà leader để mà dẫn dắt cái team á, thì phải biết thấy được cái điều đó. Có nghĩa là người nào mạnh điểm nào, người nào yếu điểm nào, thì khi một cái dự án phim, nhà sản xuất và đạo diễn người ta book mình á, thì mình phải biết được cái pha hành động nó là như thế nào. Thì mình sẽ chọn đúng cái người phù hợp để thực hiện cái pha đó cho tốt nhất có thể. Tại khi mà chị hỏi Tuấn xong, ngay lập tức trong đầu chị nó tái hiện lại cái bộ phim mà hành động gần nhất mà chị xem gần đây là phim Lật Mặt của anh Lý Hải á. Thì tự nhiên chị hình dung là như vậy. Thì nếu như mà anh Lý Hải anh đến cái trung tâm đào tạo để tìm diễn viên đóng thế, thì lúc này bạn nào mà đánh được ở dưới nước thì anh sẽ lôi đi. Hoặc là lái xe luôn hả chị? Kiểu như vậy. Xe lôi được đúng không? Có nghĩa là tùy vào dự án phim mà người ta sẽ tìm được đúng người. Wow, ngộp thở không em? Sao rồi? Sau khi anh nói xong ngộp không? Em thì một phần là đam mê về cách cha đơ của em từ nhỏ. Một phần nữa là em muốn một lần trong đời để mình trải nghiệm cái character này. Qua cái lần này thì em sẽ biết được là mình sẽ bớt bay bổng lại để cho những anh character ảnh ta đỡ cực. Đỡ cực. hoặc là em cứ bay đi, nhưng mà em phải tìm những người rất chuyên nghiệp để họ có thể thăng hoa cái kịch bản đó của mình. Chẳng hạn như nếu như lúc mà biên kịch của Dòng Máu Anh Hùng bảo rằng thôi đánh ở trên đất liền cho nó dễ, chứ tự nhiên đánh từ cái ghế của xe lửa mà đánh xuống cái tàu rồi đánh đủ thứ nơi, đánh ở trên ga rồi đủ thứ, thì đâu còn phim hay. Phải càng khó càng hay, đúng không? Như vậy thì chị sẽ hỏi Tuấn một câu, đó là từ cái chia sẻ của Trinh và cái tâm tư của Phương á, thì chị muốn hỏi em là vậy thì nó có cái tính hợp lý trong các cảnh hành động không? Tức là trong cái tiêu chí làm nghề của các bạn, có khi nào các bạn nhận một cái kịch bản mà các bạn nói thôi cái này là anh đạo diễn ảnh làm quá rồi, ảnh giống như là ảnh câu khán giả quá. Thực ra là đánh thì nó cũng phải có liều lượng, cái cảnh đánh đó nó cũng phải hợp lý, chứ không phải là cứ nhào vô đánh một cái là coi như phim của anh là có tố chất hành động. Cái hành động đó nó phải được đặt ở đúng cái bối cảnh đó, động tác đó nó phải diễn biến đúng với cái tình huống phim để nó đẩy cái kịch bản phim đi. Thì khi mà các bạn là cái người được thuê, các bạn là cái người được mời đến để đảm nhận những cái đấy, các bạn có đấu tranh cái điều đó không? Khi không mà các bạn lại gặp đúng một cái ông biên kịch mà ông drama quá, ông chế biến quá đến mức phi lý. Đối riêng bản thân Ben thôi nha, thì Ben luôn luôn muốn Việt Nam mình có thể làm được những cái bộ phim bom tấn. Những bộ phim hành động đủ kịch tính và thu hút được khán giả, và có thể giúp cho khán giả Việt Nam mình có một cái cách nhìn khác về phim hành động Việt Nam. Nó không có thể thua kém gì phim nước ngoài cả. Mọi người cứ hình dung đi, nếu như những cái mà nó quá đơn giản, nó quá đời thường, những cái mà mình có thể tưởng tượng, mình có thể đoán trước được tình huống và cái kết quả rồi thì còn gì thú vị nữa không? Không, đúng không? Cho nên là mình phải làm sao để tạo ra một cái gì đó mà người ta không thể tưởng tượng được. Người ta coi xong người ta phải bất ngờ, người ta phải wow lên. Thì cái đó mới là cái sự thành công của một phim hành động. Cho nên là khi mà đạo diễn thi triển ra một cái pha hành động gì đó, hoặc vạch ra một cái pha hành động gì đó, thì bản thân tụi Ben không bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ là không thể làm được, mà phải nghĩ làm sao để làm được. Ý chị là vậy nè, là có những đạo diễn rất lạm dụng cảnh hành động. Thực ra cái đoạn đó không cần đánh lộn, cái đoạn đó không có cần đánh, nhưng mà cứ cái gì anh cũng muốn đánh. Mặc dù đánh là mình sẽ có đất diễn. Vậy thì có khi nào các bạn nói không anh ơi, đánh thì tụi em khoái lắm, nhưng mà cái tình tiết này không có cần đánh. Có khi nào mình đấu tranh với cái ông biên kịch và ông đạo diễn đó gì mơn bước cái cảnh thì đi. Thật ra nó sẽ có một cái vấn đề như này, có nghĩa là nếu như đứng ở góc độ cascader thôi á, thì sẽ có một cái tiếng nói rất là nhỏ. Không thể nào mà mình có thể nói chuyện với lại đạo diễn được, đạo diễn. Cho nên cái vấn đề này phải là đạo diễn hành động nói. Đạo diễn phải làm việc với đạo diễn hành động. Giống như Ben thì Ben đã qua cái thời cascader rồi, và Ben đã lên đạo diễn hành động rồi. Cho nên cái vấn đề đó Ben sẽ là người ngồi lại với lại đạo diễn để phân tích cái cảnh quay đó. Thì cái nào nên, cái nào không lên, mà cái nào làm được, cái nào cần phải có sự hỗ trợ như nào đó, thì lúc đó mình sẽ ngồi lại với nhau để mình ra được cái phương án tốt nhất để thực hiện được cái pha hành động đó. Chị hứa chị hỏi cái câu này nữa thôi, chị sẽ để cho em hỏi. Có cái phim nào mà không có đạo diễn hành động không, mà coi như là diễn viên cascader được coi như là
một cái thành phần trong đoàn phim rồi phải làm việc trực tiếp với những cái thành phần còn lại, tức là không có thuê đạo diễn hành động? Dạ có nghĩa là đối với phim lớn thì chắc chắn là không có chuyện đó rồi. Phim điện ảnh nó không có chuyện đó rồi, nhưng mà hiện tại như cái phim hồi nãy mà Phương thầy trải nghiệm là nó đúng rồi, chính xác như cái phim hồi nãy là không có, và bản thân Ben cũng đã từng rơi vào những tình huống như vậy rồi. Có nghĩa là khi mà lúc mà mình mới vào nghề á thì người ta biết mình có võ, biết mình cũng tập các cardio, và khi họ book mình đi cái phim đó thì thật ra phim không hề có đạo diễn hành động, không hề có chỉ đạo võ thuật gì luôn. Và họ nói là thôi em tự biên đi, em tự chơi đi, rồi khi mà mình làm không đúng ý họ bắt đầu họ chửi. Rồi họ nói họ áp lực mình các kiểu, mình cũng sợ là không được rồi cũng bị chửi này kia các thứ, và mình phải tìm cách làm sao để mình giải quyết và làm sao để chiều được ý của đạo diễn, tại vì phim của họ mà đâu phải phim của mình đâu. Mình cũng không có quyền để mà quyết định, cho nên mình phải cố gắng làm sao để làm đúng ý của họ và cho họ hài lòng nhất có thể. Chị sẽ hỏi Phương một câu trước khi mà mình sẽ có một vài những cái gạch đầu dòng để nói với quý vị khán giả. Phương, chị hỏi thật em là em đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu mình về cái việc là em viết một cái bộ phim chuyên về cascader chưa? Dạ rồi. Thưa quý vị, đó là cái mà tôi muốn. Thực ra mọi người sẽ cảm nhận được một điều rằng cái tập này cái nhân vật của mình không có nói nhiều, tức là Phương á đáng lẽ ra cái người nãy giờ ở đây phải hỏi tới tấp cái ông này là bạn chứ không phải là chị với Hà Trinh, và khán giả sẽ rất là dễ dàng thôi, ủa cái gì vậy, cái gì mà hai cái con người này lấn lướt hết người ta. Nhưng mà mọi người biết không, mình có một cái phát hiện, không biết là mình có nhạy cảm hay không, nhưng mà mình có cảm giác là Phương rất là muốn được nghe Ben nói và rất là chờ hai đứa mình hỏi. Và cái thái độ của em nãy giờ chị đang hình dung là em đến đây không phải để em muốn làm diễn viên đóng thế, mà em muốn đến đây để em tìm chất liệu cho một cái dự án phim của em viết về cái nghề diễn viên đóng thế. Và đó là lý do mà chị hỏi em cái câu đấy. Có những cái hành trình của một giờ hoán đổi mà mình nhận ra rằng là chúng ta hoán đổi không phải để chúng ta biết là chúng ta giỏi thêm một nghề, mà chúng ta hoán đổi là để chúng ta biết rằng là cái nghề mình đang theo đuổi nó thực sự rất hợp với mình. Đó là câu chuyện của Phương ngày hôm nay. Yeah. Bạn đến đây không phải để khẳng định rằng là tôi có thể làm diễn viên đóng thế, mà bạn đến đây để như Trinh nói là tôi khẳng định lại cái năng lực và cái sự yêu nghề, cái sự chú tâm khi tôi đang ở trong vai trò của một biên kịch. Có những cái hành trình rất là ngộ đời phải không mọi người? Giống như câu chuyện của em đúng không chị, là em thích làm MC và em muốn ăn nhiều cái cơm đoàn khác nhau để thưởng thức ẩm thực thôi đúng không chị? Đó kiểu ủa không liên quan, nhưng mà thật sự mà nói hôm nay là em rất cần những gạch đầu dòng của chị Tô Như A. Nếu bạn muốn trở thành diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, đi đường dài, tiến thân được, tỏa sáng như những ngôi sao mà bạn mơ ước ở Hollywood, những gạch đầu dòng đó theo một chuyên gia tâm lý sẽ là gì? Chị rất là thích cái chia sẻ của Tuấn, và nó chính là những cái gạch đầu dòng mà chị nghĩ nãy giờ. Nếu như quý vị khán giả theo dõi chương trình, mọi người cũng đã nhận ra, thứ nhất đó là bạn phải xác định đây là một con đường chuyên nghiệp. Thực ra không có một cái tư duy ăn sổi ở thời nào nó có thể giúp chúng ta thành công với bất cứ nghề nào trên đời. Dù chúng ta đang gọi một cái nghề nghe nó cũng hơi tạm bợ, đó là diễn viên đóng thế, nhưng mà thực ra là đóng thiệt ạ. Đóng thiệt ạ, mình vẫn muốn khẳng định lại là đóng thiệt, nó mới ra câu chuyện nha mọi người. Cho nên là cái gọi là cái tâm thế về việc là theo đuổi chuyên nghiệp, đó là điều đầu tiên bạn phải có. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ phải có tố chất về thể lực. Thực ra nãy giờ trong câu chuyện của em, chị nhận ra rằng cái yếu tố thể lực nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì vượt qua nỗi sợ hay là tất cả những cái sự can đảm mà nếu như nó không dựa trên nền tảng thể lực, thực ra chúng ta không làm được. Nói gì thì nói, cái sự khỏe mạnh về mặt tâm lý nó phải gắn với yêu cầu về sinh lý. Cho nên là phải rèn thể lực với rất nhiều những cái môn võ nền tảng khác nhau. Cái kế tiếp là phải được đào tạo, các bạn không nói nhiều, không nói nhiều. Gặp anh Tuấn. Gạch đầu dòng cuối cùng đó là gặp anh Tuấn. Gặp anh Tuấn ghi danh và được đào tạo một cách rất là bài bản, càng sớm càng tốt, để chúng ta có thể có được đúng cái giai đoạn gọi là thăng hoa trong nghề nghiệp á. Ở cái độ tuổi chín mùi của một cái người diễn viên thì nó sẽ không làm cho mọi chuyện trở nên muộn màng. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, xin cảm ơn anh Trịnh Công Tuấn và cảm ơn bạn Trúc Phương rất nhiều. Hà Trinh cũng đã học hỏi được thật nhiều những chất liệu cho chính con đường của mình, đó là diễn ngôn và diễn đạt ngôn ngữ bằng lời nói hay cả bằng văn viết đi chăng nữa thì cũng rất cần thật nhiều những trải nghiệm và nhiều cuộc sống khác nhau. Cảm ơn quý vị đã cùng Hà Trinh trải nghiệm hành trình này của một giờ hoán đổi. Tuy ngắn ngủi thôi, nhưng chắc chắn chúng ta cũng đã có thể mỉm cười vì hiểu thêm được khó khăn của một ai đó hoặc một ngành nghề nào đó. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
thông qua thử thách thì mình cảm thấy thương những anh cascader, những người diễn viên đóng thế hơn. Chỉ mới có thử thách nhỏ vậy thôi mà mình cảm nhận được là cái sự khó khăn của họ. Huống hồ gì là họ phải làm những pha hành động nguy hiểm hơn như là nhảy lầu hoặc là đua xe hoặc là cháy nổ. Cho nên là cũng rất cảm ơn chương trình Một Giờ Quán Đổi đã cho mình trải nghiệm cái công việc mới đó là cascader. Và cũng thông qua đó thì mình rất cảm ơn và nể phục những người diễn viên đóng thế, những người cascader mang lại tất cả những pha hành động đẹp mắt. Xin trân trọng cảm ơn các anh. Sau thử thách này thì mình cũng phải suy nghĩ lại, nhưng mà đam mê vẫn còn, thì mình phải nên học hỏi nhiều hơn nữa để cho mình được tốt hơn, cho đoàn phim đỡ cực hơn và những pha hành động đó đỡ bị nguy hiểm hơn.